lên trên liên tục, quý vị nhớ đến ủng hộ. Và mỗi đêm ngoài cái Apple Limit đêm 4 thì những đêm tiếp theo vẫn là giải thưởng, đặc biệt một chiếc tủ lạnh Electrolux nha quý vị. Cho nên quý vị hãy đến ủng hộ nhiệt tình cho bộ đoàn. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ ai có lấy phép chân tay rồi quý vị ơi, hôm nay thì sẽ bắt đầu do số. Mình xin bố, mình xin bố.
19 con hai thì đây, hai thì đây, hai thì đây. Ốc xin la bông ba là bông hoa ta ma lời. Ốc xin la bông ba là bông ba là bông hoa ta ma là lời. Nãy đêm xin la bông ba là bông hoa ta ma là lời. Ốc xin la bông ba là bông ba là bông 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 bông. Cầu đêm này và ngàn đêm nữa thôi. Em chỉ yêu, chỉ yêu tình anh. Dù cho tình đôi ta cách nhau, dù đi anh một chút thơ hồng. Tuy hai mươi nguyện, nguyện hai mươi con hai mươi. Còn hai mươi, còn hai mươi, còn hai mươi không. Còn ai gì đêm mai hay gì ra. Ngày xuân cưới em cưới cặp quyền già. Chạm ngọc, chạm vàng, chạm cả mà chúng mong. Còn số 4, còn số 4, còn số từ con số 4 là tấm vé cờ hình. Dạ, chúc mừng anh của số 4, may mắn à. Xin chúc mừng anh, mời đứng sân khấu nhận thưởng. Quý vị thân mến, sân số 4 nhìn chưa qua. Có 1, 20, có 2, 49, có 3, 56, có đủ. Dòng loại 603, thưa quý vị, hợp lệ và quý vị thân mến. Dòng loại này quý vị may mắn trúng thưởng nhận cho mấy con gấu bự cho bà nái một phần từ Edena thưa quý vị và một phần từ Vịnh Xuân Phật Ma. Rồi chị Kinh số mấy vậy bà nội? Dạ số 4 như kia qua có 1, 24, có 2, 43, chưa có. Tôi lột khẩu trang là có 3-4 con đội quần đó. Dạ quý vị thân mến, có một chủ nhà độc giả xin chúc mừng anh là nhận thêm một con gấu bông cho bà nái. Xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ. Và quý vị thân mến, hồi nãy Lộ cũng giới thiệu những cái tặng phẩm rất là giá trị cho những đêm sắp tới. Và quý vị đừng quên ủng hộ dòng loại tiếp theo. Mỗi lần chỉ có 10.000 đồng và trên tay Lộ đã có kết quả chung cuộc của ngày hôm nay thưa quý vị, của tất cả các thí sinh sau khi tổng kết từ ban giám khảo, số điểm từ ban giám khảo. Và trước khi chúng ta công bố, em cũng xin thông qua quý vị thân mến. Sở dĩ mà đoàn chơi mạnh như vậy, đêm Noel và đêm giao thừa và tất cả các đêm khai trương đều có tặng iPhone X Max và những cái phần thưởng rất là giá trị. Vậy em xin cảm ơn những phần thưởng đó từ các nhà tài trợ như sau: VHCLOG, Khóa Thông Minh, Bình Xuân, Phạt Ma, một cái nhãn hàng có những cái thức uống yến xào hoặc đông trùng hạ thảo rất là uy tín. Tiếp theo đó là Edena, nhà tài trợ cũng đã đồng hành với đoàn rất là lâu rồi, và quan trọng nhất cũng là một cái nhà tài trợ không thể thiếu, đó là mỹ phẩm Hương Thì của nữ nghệ sĩ Việt Hương. Và sắp tới nữ nghệ sĩ Việt Hương sẽ đến đây để giới thiệu cho chúng ta biết, chị ra mắt cái dòng sản phẩm này rất là nổi tiếng và đang rất là thịnh hành trên thị trường. Và bốn nhà tài trợ này đã ủng hộ cho đoàn bằng cách là tài trợ những tặng phẩm giá trị để cho quý vị đến thưởng thức và du xuân có thể mang về. Cho nên quý vị ủng hộ nhiệt tình cho bổn đoàn những ngày sắp tới nhé. Và quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm lại 8 gương mặt top 8 của tối hôm nay thưa quý vị, để chúng ta biết được ai nhận được những giải thưởng giá trị nhất của hôm nay. Và xin mời tất cả các vị ra ban giám khảo còn ở đây, chúng ta tập trung hai bên sân khấu để sẽ trao thưởng cho tất cả quý vị đoạt giải tối hôm nay quý vị. Và đêm nay cũng là đêm rất là bát giá. Ôi yêu nghiệp. Và thưa quý vị, đêm nay cũng là đêm loại 2 thí sinh để chúng ta còn ở top 6 để đêm sau. Và chỉ còn 2 đêm nữa, 3 đêm nữa là chúng ta sẽ đến với chung kết xếp hạng và biết ai sẽ là thành viên chính thức trong Sài Gòn Con Thơ thưa quý vị. Và bây giờ trên sân khấu là top 8 thưa quý vị. Dạ, ở đây là Lộ không can thiệp về số điểm thưa quý vị, không can thiệp. Em xin đính chính lại, em là
vụ này cũng là tìm nhân sự mới cho đoàn, cho nên em sẽ không can thiệp và sẽ giao cho tất cả quý vị giám khảo. Và đặc biệt những đêm này là ba giám khảo quyết định, những đêm sau nữa em sẽ mời những khách mời khác để có những số điểm công tâm nhất cho quý vị, chọn ra những người mà có thể nói là hợp lý nhất để trao những giải. Và bây giờ em xin thông qua số điểm của top 3 người cao nhất thưa quý vị. Và top người cao nhất hôm nay, giám khảo 1 10 điểm, giám khảo 2 9,5, giám khảo thứ 3 là chị Jessica 9,5. Tổng điểm 29 điểm, thí sinh Lê Cầm thưa quý vị. Xin chúc mừng Lê Cầm với sân khấu nha. Rồi. Và thí sinh thứ 2 cũng nhận được số điểm rất là cao thưa quý vị. 9,5, 9,75 và 9,5, tổng cộng 28,75. Thí sinh Hồ Cường. Và đồng điểm thứ hai thưa quý vị cũng là 28,75, Nguyễn Trung. Và top 3 thí sinh an toàn nhất, tuy nhiên chỉ có một người là đoạt giải là trình diễn ấn tượng, trình diễn ấn tượng và mới mẻ nhất, đó là Lê Cầm thưa quý vị. Và người đoạt giải trang phục và lớp trình diễn ấn tượng đã thuộc về Hùng Cường thưa quý vị. Là hai thí sinh đã đoạt được hai giải thưởng tối đêm nay. Và xin chúc mừng top 3 cao điểm nhất. Và xin chúc mừng top 2 nhận được giải thưởng tối đêm nay. Xin mời anh Mễ Thuận sẽ trao giải trang phục đẹp nhất và có cái lối trình diễn tốt nhất cho Hùng Cường. Và giải thưởng phụ mỗi giải 500.000 đồng cho mỗi bên. Và tiếp theo là xin mời chị La Kim Quyền sẽ trao giải thí sinh có lối trình diễn kêu lô tô hay nhất thưa quý vị cho Lê Cần. Rồi trong kia mấy má ơi, đóng vé đây. Con quạch bà nội cha con này cái tao than mà chiếc guốc bây giờ. Rồi quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta đã tìm được hai chủ nhân rồi. Vậy bây giờ bà nội cha xúc mẹ. Quý vị khán giả thân mến, như em đã nói hồi nãy, chúng ta sẽ loại ra hai người. Nhưng mà trước khi mà em sẽ công bố người loại thì bây giờ em xin một quý vị chừng 5 phút thôi, chúng ta sẽ biểu quyết ai là thí sinh được lòng tất cả quý vị nhất trong đêm hôm nay. Quý vị có thể biểu quyết bằng cách vỗ tay thật lớn cho thí sinh mình yêu thích nha quý vị. Và bây giờ em sẽ đứng né qua một bên. Rồi xin mời thí sinh đầu tiên Ẩn Ẩn bước lên sân khấu ạ. Quý vị thấy như thế nào? Vỗ tay hay không? Không quý vị vỗ tay giùm em nha. Bạn nhìn dễ sao ạ? Đó, có người nhà dưới kia kìa. Tiếp theo là Hùng Cường thưa quý vị. Đó, lát đát mưa ngầu. Rồi một giải rồi, an toàn rồi ha. Rồi Kevin An cái gì đó công tâm giùm em. Rồi bà nội cái tóc giả má đâu má, bà nội cha mày đi bán cái tóc mày giữ không được, mày giữ cái gì yêu nghiệt. Rồi quý vị thân mến, giờ tiếp theo là Lê Cần thưa quý vị. Rồi rộ hơn chút xíu ha. Rồi em đứng qua bên đi, đó coi như em vô top. Rồi Nguyễn Trung thưa quý vị. Vợ đó hả? Mày là vợ đó sao mày la dữ vậy? Rồi xong. Rồi chúc mừng em đúng chung với Lê Cầm ha. Quỳnh búp bê thưa quý vị. Cái này là mua của anh nè. Rồi đứng chung top 3 luôn, bên đây luôn. Rồi Khánh Băng quý vị ơi. Rồi thưa thớt Celine Dion thưa thớt quá. Rồi Bảo Bảo thưa quý vị. Còn nói gì nữa, top 3 chị Hoàng bên đi. Chúc mừng Bảo Bảo, thí sinh được giải bình chọn của khán giả tối hôm nay và được làm khán giả nhất. Xin chúc mừng em. Người ta đang trao giải mẹ ơi. Hãy đi. Rồi em nói đây là phần thưởng phụ của chị dành cho em. Mặc dù đó là triệu chút xíu thôi, không có chua không. Cái này em ơi, không phải đem về đội nha, lưu ý về mà Tết mình nhà mình có làm củ kiệu bỏ vô ngâm đỡ tốn tiền gia vị. Rồi quý vị khán giả thân mến, và chúng ta đã có được 3 thí sinh có những giải thưởng phụ xuất sắc nhất trong tối hôm nay và có những bước phá rất là quan trọng. Bởi vì những đêm thi trước đó thì những thí sinh rất là rõ ràng, có những người rất là giỏi, rất là lộ, nhưng mà bữa nay rất là rộ. Xin lỗi, trời, tự nhiên tôi nhét cái tên tôi vô nó kỳ vậy sợ. Rồi quý vị thân mến, và chúng ta sẽ biết được ai sẽ là người tóc an toàn. Đầu tiên vẫn là 3 thí sinh có số điểm cao nhất. Xin mời 3 thí sinh bước lên phía trước một chút xíu ạ. Bước lên một bước thôi ạ. Rồi
Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mà có số điểm đứng thứ ba, Bảo Bảo đúng không quý vị? Rồi thí sinh có điểm cao thứ tư và đồng điểm thứ tư luôn quý vị. Đồng điểm có nghĩa là bốn người đằng sau sẽ có hai người đi tiếp và hai người đi về. Xin chúc mừng cho Ẩn Ẩn và Kevin An quý vị. Và đồng nghĩa với việc chia tay, chúng ta sẽ chia tay với hai thí sinh nữ. Dạ. Rồi, xin mời hai thí sinh nữ bước lên phía trước. Rồi, đó, chia tay nha. Rồi, không có gì để buồn ha. Cái tội là lựa cái váy dài quá rớt, gắng chịu. Rồi, nói cho cô vậy thôi, rất mong là các bạn sẽ tìm kiếm được những cơ hội tiếp theo cho những niềm đam mê và yêu thích của mình đối với bộ môn lô tô. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc các bạn sẽ thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống nhiều hơn. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin chúc mừng top 6 của chúng ta tối hôm nay ạ. À. Cùng hướng Maxi sân khấu và bắt đầu cùng top 6. Cùng top 6 quý vị. Do số quý vị ơi. Rồi nhạc lên đi anh ơi. Và chúng ta sẽ đồng hành cùng với chúng em là chúng ta sẽ có top 6 cùng kêu cho quý vị dò nha. Yeah. Ma cà ba ở đây vậy. Trời ơi con gái mà cái tướng nó ngồi kìa ông nội ơi. Bà nội người ta chơi lô tô mà má đã trả đùm hoài à má. Chào quý vị ơi, yeah, bên đây nè, chạy lẹ ra nè Vy ơi. Đó, nhìn bên đây Vy ơi. Dạ, thì có phải mấy người dân giơ tay lên nha quý vị. Giơ tay lên quý chị ơi, mấy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, con trời gì ra, trời gì ra, con trời gì ra. Bố chơi, nhiều sao tán đêm nay. Nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã tròn vẹn hiến dâng với anh. Em mãi là người tình trăm năm. Năm mươi lăm, năm mươi lăm, năm mươi lăm. Năm mươi lăm, năm mươi lăm, năm mươi lăm, năm mươi lăm, năm mươi lăm. Số gì ra con, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Sợ gì đây con, sợ gì đây.
Vinh, còn cô 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 Hãy subscribe cho